trình lao động, chinh phục thiên nhiên, xây dựng cuộc sống của người dân nghĩa đàn, góp phần vào trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Nằm về phía bắc Nghệ An, nghĩa đàn là huyện có điều kiện thuận lợi trong giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các địa bàn trong và ngoài tỉnh. Một vùng thiên nhiên chủ phú, phong cảnh quyến rũ với tài nguyên đất Ba Gian màu mỡ. Vùng đất của những con người nơi đây giàu lòng nhân ái, mến khách, tình nghĩa thủy chung. Trong sự tiếp biến của lịch sử, cùng với người dân bản địa đã xuất hiện thêm cộng đồng cư dân mới như đồng bào dân tộc Thổ, Thái và người Kinh từ miền xuôi lên lập nghiệp. Từ đây, các dân tộc trên mảnh đất nghĩa đàn cùng chung sống trong sự cấu kết, cộng đồng hòa thuận, cùng nhau hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, thủy chung, cần cù, sáng tạo và tạo nên bản sắc văn hóa riêng của huyện nghĩa đàn. Nghĩa đàn, mảnh đất lành, nơi gặp gỡ hội tụ của những nét văn hóa đặc sắc, là sự hòa hợp của nhiều nền văn hóa, trong đó văn hóa bản địa là đặc điểm của đồng bào Thái Thổ, tộc người sinh sống lâu đời nhất ở nghĩa đàn. Đời sống văn hóa gắn liền với nghề rừng, nghề nông, tính cộng đồng làng bản, cùng nhau đoàn kết đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và thú rừng hoang dã. Cồng, chiêng là tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Thổ. Những âm thanh ngân vang sâu lắng, hòa quyện với tiếng suối, tiếng gió sẽ sống mãi với trời đất và con người. Các thế hệ cùng nhau trao truyền, nắm giữ
về các trình thức diễn sướng, tiết tấu, nhịp điệu, giữ gìn các giá trị văn hóa cồng chiêng.